chào tất cả các bạn nhỏ của chị Cookie. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mở hai hộp đồ chơi rất là dễ thương luôn. Mà hai hộp đồ chơi này ngày hôm qua đó chị đi siêu thị đó và chị nhìn thấy wow, rất là dễ thương và chị mang về để mà review cho các bạn xem. Đây là bản búp bê Nancy phiên bản size cỡ lớn. Còn đây là bộ đồ chơi về lâu đài công chúa Kid Connection. Wow, rất là dễ thương luôn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mở hộp và chị sẽ review chi tiết cho các bạn nha. Các bạn nhỏ ơi, đây là búp bê Nancy size cỡ lớn. Và bạn búp bê Nancy này trong một cái trang phục múa ba lê. Và bạn ấy đang chuẩn bị có một cái màn múa ba lê tại trường học. Wow, đây là trang phục của bạn ấy. Và trên tay của chị Cookie đang là búp bê Nancy cùng với màn múa ba lê sắp diễn ra nha các bạn. Ok, bây giờ chị sẽ giới thiệu bạn ấy nha. Bây giờ chúng ta sẽ xem gương mặt xinh đẹp của Nancy nha các bạn. Ôi, bạn ấy thực sự rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi mắt to tròn màu xanh nha. Ôi, đôi môi rất là xinh xắn nữa. Thích quá đi, chị rất là thích bạn. Hello Nancy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem mái tóc của Nancy nha các bạn. Wow, nó thật sự rất là đẹp. À, mái tóc của Nancy mà hung đỏ và được uốn cong lên. Rồi bạn ấy, tại vì bạn ấy có sắp sửa có một buổi trình diễn ballet, cho nên bạn ấy đã uốn lên như thế này nè, cài lên với một cái cài màu xanh và mái tóc được quấn gọn lên. Bởi vì chúng ta múa ballet mà chúng ta phải làm cái mái tóc như thế này để mà cho gọn gàng, xinh đẹp, lộng lẫy hơn cho cái buổi trình diễn sắp tới, phải không? Ôi đẹp quá, để chị xoay một vòng cho các bạn xem nha. Ôi là la, thích quá. Đây, để chị cho các em xem cái cài nha. Cái cài của bạn ấy trông cũng rất là xinh đẹp luôn đó các bạn. À, đây là con bướm cái nơ. Wow, đẹp lắm luôn hết các bạn. Hello các bạn, mình là Nancy. Mình sắp sửa có một buổi trình diễn múa ballet tại trường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bộ đầm múa ballet xinh xắn của Nancy nha các bạn. Đây là bộ đầm màu hồng với những cái chấm bi và những cái hoa cúc. Và phía trên ngực á, là có một cái cài áo màu hồng hình chú bướm nữa nè. Xinh quá ha. Đây, chiếc đầm bên ngoài là một có một cái vải ghen bấm chấm bi nữa nè. Xinh ha. Rồi, bên trong là đầm phi bóng, xếp ly, rất đẹp luôn. Wow, đây chúng ta có thể thấy là những cánh tay của Nancy rất là linh động, rất là dễ cử động rồi các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. Và bạn baby Nancy này, những cái khớp tay các bạn có thể đẻ khớp rất là dễ dàng, cho nên là những cái vũ điệu múa ba lê thì các bạn cũng có thể tạo hình dáng và làm những cái điều mà các bạn thích, như là múa nè. Bây giờ chúng ta hãy xem đôi giày của Nancy nha các bạn. Một đôi giày màu hồng rất là xinh xắn luôn đó, và một cặp vớ với rất là nhiều màu sắc, như là bảy sắc cầu vồng ha. Đôi giày này chị thấy là quai dây cao lên như thế này, và phía sau là có hai cái nơ. Wow, thật sự là rất là đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại nha. Chị sẽ tạo một vài dáng múa ba lê xem sẽ như thế nào nha. Mặc dù là chị không có biết múa ba lê nhưng mà chị nghĩ là chị tạo vài dáng thì sẽ được. Mong là tất cả các bạn nhỏ sẽ thích nha. Của chúng ta trông rất là rực rỡ và đẹp, phải không các bạn? Một trang phục múa ba lê hoàn hảo luôn. Chị nghĩ là nếu như bạn này á lên sân khấu biểu diễn màn múa ba lê thì bạn ấy thật sự là rất đẹp, rất lộng lẫy, và đặc biệt là các bạn nhỏ sẽ rất yêu thích bạn này. Wow, đẹp quá đi. Nancy mệt rồi, nãy giờ múa mệt rồi, bây giờ chúng ta để Nancy đây nghỉ ngơi nha. Chúng ta sẽ cùng đến với hộp đồ chơi thứ hai. Hộp đồ chơi này, đây là một cái lâu đài có vua cha, hoàng hậu, có công chúa nè, và rất là nhiều vật dụng trong hoàng gia, có hai chú mèo và chú chó rất là dễ thương nữa. Bây giờ mở liền nha các bạn nhỏ nha. Khi mà đi siêu thị đó, chị thấy bộ đồ chơi này chị mua ngay liền đó. Tại vì chị mỗi lần thấy công chúa, hoàng tử là chị thích liền. Chị nghĩ đến các bạn nhỏ thân yêu của chị liền. Bây giờ chị sẽ mở ra. Đây là cái lâu đài của bộ đồ chơi này ha các bạn. Có rất là nhiều âm thanh luôn. Chúng ta có thể nhấn vào đây để nghe những cái âm thanh của bộ đồ chơi này.
Đây là tiếng mở cửa. Tiếng xảy ngựa, cưỡi ngựa. Những cái phù hiệu của tòa lâu đài. Đây là cái tiếng của chiếc đàn này nè các bạn. Đó, đây là âm thanh của tiếng mở cửa. Thì là chúng ta có 4 5 âm thanh ha. À, phía trên lầu là có một cái đèn đó các bạn. Đây là đèn hoàng gia luôn đó. Ở đây chỉ bên trong thì như thế này. Chỗ này để pin. Bên trong thì có hai cái cửa sổ để nhìn ra ngoài nè. Cho công chúa hoàng tử đứng đây ha. Bây giờ chúng ta sẽ để tòa lâu đài đây. Oh. Rồi bây giờ chị sẽ giới thiệu với các bạn ba nhân vật chính của tòa lâu đài: vua, hoàng hậu và công chúa. Và bây giờ chúng ta sẽ xem nha. Hoàng hậu nè, có đeo một cái dây chuyền vàng. Vua cha nè các bạn, và công chúa đó nè, dễ thương ha. Đây là những hình tượng của những người Little Fearful, giống như Little Fearful vậy hết các bạn. Đây là cái dương điện của hoàng hậu nè các bạn, dễ thương ha. Chúng ta cho hoàng hậu và vua cha đứng đây nha. Rồi chúng ta cho công chúa đứng đây ha. Còn đây là xe kéo với một chú ngựa rất là dễ thương, mà chúng ta thường bắt gặp hình ảnh này trong các bộ phim về công chúa hoàng hậu. Thì thường công chúa sẽ ngồi lên đây để mà cưỡi đó các bạn, được kéo bằng một chú ngựa màu trắng, rất là đẹp luôn phải không? Rất là cổ tích. Đây là một chiếc bàn tiệc trà bánh của hoàng gia. Rất là dễ thương không các bạn? Còn đây là một cái gương của công chúa. Thường thì công chúa rất là điệu và rất là thích soi gương. Cái gương này có thể thấy được nè các em. Đây là một cái vương niệm nữa nè. Chúng ta có thể thấy là đây là một cái gương hoàng gia nha. Rồi, chị để ở đây nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái đèn nha. Đây là một cái đèn theo phong cách thiết kế của hoàng gia mà chị cũng không biết cái tên là gì. Một người nghệ sĩ sẽ đứng ở đây và cầm cây đàn gãi như thế này nè. Đây đây ha. Và đây là hai chú thú cưng của hoàng gia, một chú mèo và một chú chó. Meo meo gâu gâu. Dễ thương các bạn. Và trong bộ đồ chơi này còn có hai cái ghế nữa nè các bạn. Hai cái ghế màu xanh luôn ha, rất là hợp với tòa lâu đài luôn. Ngày xưa có một nàng công chúa rất là xinh đẹp sống trong một tòa lâu đài tại một hòn đảo có tên gọi là hòn đảo hạnh phúc. Nơi đây công chúa sống cùng vua cha và hoàng hậu, mỗi ngày họ đều có tiếng cười và luôn luôn hạnh phúc. Tòa hòn đảo này rất là đẹp luôn đó các bạn, có rất là nhiều trái cây, rau quả và rất là nhiều hoa thơm. Công chúa lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Bên trong tòa lâu đài lúc nào cũng vang lên những âm thanh và những tiếng cười rộn rã. Hoàng thượng à, hôm nay tôi có mời một số người bạn của mình đến đây để tham dự bữa tiệc trà đó. Các bạn ơi, chúng ta đã đến lâu đài hạnh phúc rồi. Bây giờ chúng ta hãy vào trong dùng bữa tiệc trà với hoàng hậu và vua cha nha các bạn. Chào mừng công chúa Cinderella, công chúa Belle và công chúa Aurora đã đến lâu đài của mình. Xin mời tất cả công chúa hãy vào dùng bữa tiệc trà của mình và hoàng hậu nha. Xin chào các bạn, chúng tôi rất vui vì đã được đến tòa lâu đài xinh đẹp này. Mình sẽ biểu diễn một nhạc khúc để tặng cho vua cha, hoàng hậu và các công chúa có mặt hôm nay. Bữa tiệc hôm nay cùng mọi người, và Nancy sẽ biểu diễn một điệu múa ballet dành tặng mọi người nha. Yeah, biểu diễn đi nào Nancy ơi, chúng tôi rất là mong chờ buổi biểu diễn của bạn đó. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Các bạn ơi, và video của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn các video tiếp theo nha. Các bạn ơi, đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo mỗi khi chị Cookie ra video mới các bạn nha. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye, bye bye.